Rồi, chào bạn đến với kênh WeTay Studio của mình. Hôm nay Trung sẽ chia sẻ các bạn cái cách mình bón phân theo cách bao nhiêu ngày nha các bạn. Đây, đây. Thì giờ mình đang đứng giữa cái vườn mai của mình này. Đó. Các bạn thông cảm giùm nha. Đó, mình rồi cái đèn này không? Các bạn thông cảm giùm. Tại mình tối, hình như là mình có duyên quay ban tối, mình không có được quay ban ngày sao? Ban ngày mình không có thời gian, và ban ngày mình cũng không có nghĩ ra cái đề tài để quay các bạn nữa. Thì theo mình nghĩ cái phân á, ủa cái mà bỏ phân tứ thuốc phun thuốc từ sâu hay bất cứ làm cái dùng loại thuốc gì đó, thì mình hôm nay mình cứ nghĩ là các bạn cái đó là các bạn sẽ cách nhau 10-15 ngày, có nhiều các bạn biết rồi nên mình không có làm video, mà bữa nay là lại quá nhiều người hỏi nên thôi mình sẽ làm một cái video, mình sẽ nói rõ gì vấn đề đó. Thì các này mình chỉ nói là cho các bạn mới chơi mai thôi nha, mới chơi thôi nha, còn các bạn mà đã chơi lâu rồi thì mình cái đó là mình, tại mình nghĩ là chơi lâu là ai cũng phải biết, ít ra là nếu biết cách trồng mai là trồng bonsai là ít ra ai cũng phải biết được cái thời gian cách khoảng để xịt thuốc phun ấy, phun thuốc bỏ phân. Thì bữa nay mình sẽ tóm tắt lại cho mấy bạn mà mới chơi coi thôi, nghe thôi. Thì các bạn thấy không, như cái mai mình đây là đã lá già rồi, mà hiện giờ là mình chưa có dùng phân để cho nó già lá nha, còn vẫn dùng phân kích đọt các bạn. Đã, bạn thấy đọt còn ra đúng không, mình vẫn còn dùng cái phân, tại chưa tới hết, chưa tới tháng 7, chứ lá già vậy là cũng sẽ rất nguy hiểm mà lơ mơ là nó sẽ nở trước Tết nè, bạn thấy nụ không, nó đâm nụ thì là lơ mơ là nó nở trước Tết, phải giữ cái bộ lá cho nó hoàn thiện. Đây mấy cái mai mình đa số hiện giờ mình thấy lá già, còn như cây mai này là chắc ăn nè bạn. Đó, cây mai này lá còn non nè, đó lá còn xanh tươi nè, cây này là chắc ăn Tết được nè, có thể bọn bạn canh lạc lá được, nhưng mấy cái cây này có thể là lạc sẽ tới hai, có thể nè, nó nụ bự không, có thể là tới khoảng chừng 25 mình mới lạc luôn, không chừng có khi là để luôn lá, tới là lạc lá là bán luôn. Mà giờ mấy cây này là mình dám hứa các bạn là cái này là sẽ nở trước một thời gian nha, cái này là chắc chắn là nó trước một lượt bông rồi, tại hôm nay là bạn thấy nụ bự rồi, nó già rồi mà lá ra giật hằng rồi, là mình không có dùng phân, mình chỉ dùng đạm nhiều chứ không có dùng lăng với cali đâu nha, mà nãy dẫn lá dẫn già nè các bạn, thì lá dẫn già nay là mới hết tháng 6, nay mới đầu bước qua tháng 7, quên hết tháng 5 nó mới bước qua tháng 6 chứ, xin lỗi, mới bước qua tháng 6 à, hết tháng này tháng sau, nếu cây này mà đã nếu tháng sau mà như vậy là đạt ok rồi. Này là mình canh, mình này là mình nó trước một tháng rồi. Còn cái mình sẽ quay lại về vấn đề chính là cách bỏ phân để cách canh thời gian. Thì các bạn đối với thuốc trừ sâu, phân bón lá hay là thuốc trị bệnh thì bất cứ cái nào cũng vậy, các bạn sẽ cách nhau 10, 15 hoặc tới 20 ngày. Tùy theo các bạn coi cái mai các bạn, như cái mai các bạn mà bỏ vô khoảng chừng mới bỏ hay không, còn bạn thêm khoảng 10 ngày 15 ngày sau á, mà đọt non còn ra mạnh, còn cái mai còn mơ vẫn mở nữa, thì bạn sẽ để tới 20 ngày bạn sẽ bồi thêm lần phân nữa. Còn nếu các bạn thấy nó cảm thấy nó đứng là rồi đó thì 10 ngày, 15 ngày. Cái đó là mình phải coi dựa theo cái mai của mình. Cái đó là chắc mình nghĩ trồng mai ai cũng biết, mình hôm nay mình không có làm cái video đó nên mình cứ tưởng tượng là họ biết rồi nên mình không có làm. Mà thực tế là nhiều người hỏi quá nên thôi bữa nay mình làm cái video này cũng hơi dư thừa. Là tại anh em trồng mai ai cũng biết cái lượng bỏ phân xịt thuốc rồi là cách nhau 10-15 ngày, thì cái đó ai cũng biết. Còn như cái mai nhà của mình chơi á, là các bạn có thể qua Tết bạn bỏ phân một lần, thì cuối năm bạn chưa bỏ phân, qua năm sau bạn bỏ nữa. Có nhiều cây mai ở nhà vườn mình mua về là từ ngày trồng tới giờ là họ chưa bỏ phân luôn, mà điều dưới điều kiện đó là mai trồng dưới đất nha bạn, còn mai trồng trên chậu là nó phụ thuộc vào lượng phân mà bạn bỏ, mà các bạn cũng vừa thôi, cây mai phân nhiều là nó sẽ tiêu á, mà nước nhiều nó cũng tiêu đó. Bạn phải để ý cái đít chậu này, các bạn phải để ý. Mưa xong mà bạn ra bạn thấy còn nước là không ổn rồi nha, là bạn phải thông là lỗ đít chậu liền nha. Mấy cái vụ nước là nước quan trọng, nước dư phân là quan trọng lắm. Cây mai đừng để cho dư nước, đừng để cho dư phân là ok. Cây mai mình chăm sóc mà thấy không, bèo nhèo mình chăm béo nhé, bèo nhèo vậy mà tới hồi mà giờ nó cũng vẫn đâm nụ xâm xê nè, bạn thấy không, nó nụ dày cu thế này là qua tới tháng 7 là bằng nhìn xích cực kịch, bông bao giờ bông vẫn nhiều, lá vẫn đẹp. Thì bữa hôm mai mình cũng đã bệnh thời gian, mình không có dám quay mấy vườn mai mình, tại hôm thời gian mai mình bệnh nhiều lắm, mình không có quay.
nay mình đã trị nó dứt nè, này bạn bệnh lắc bệnh cũ còn ha bạn. Đó mình đã trị nó hết những là bệnh này rồi nên mình mới dám quay cho bạn coi nè. À, thấy rỉ sét không? Còn y không? Rồi mình đã phục hồi rồi nên mình mới dám quay cái vườn mai cho mình. Còn bữa hổm là đa số cái vườn mai mình hổm là mình giấu không nha, mình không có quay lên mạng cái nào mai, mình chỉ lấy cây làm quay thôi. Còn nay là nó đã phục hồi lại rồi, mình đã xịt thuốc còn thuốc nè bạn. Đó, mình đã xịt thuốc rồi, mình là làm cho nó phục hồi hết vườn mai lên lại rồi. Thì mình sẽ quay toàn bộ vườn mai cho bạn coi nè, đó thấy không? Đó. Thì nó đã phục hồi lại tương đối được 80% rồi. Thì mình cũng vui mừng là cũng nhờ anh em ở trên chia sẻ. Rồi, thì mình chỉ nói tóm tắt như đó thôi, thì tại mình thấy có nhiều bạn hỏi quá nên mình trả lời từ comment thì cũng hơi ấy, mình cũng sẽ nhín thời gian trả trả lời cho bạn, nhưng mà thôi có nhiều bạn hơi dám hỏi, nhiều bạn chưa có hỏi thì bữa nay mình sẽ săn sẵn dịp về mình làm luôn cái video này luôn. Thì các bạn nhớ kỹ nha, 10-15 hoặc 20 ngày tùy theo phụ thuộc vào cây mai của mình, chứ các bạn cần không phải nhất thiết phải 10 ngày lần, cái đó cũng chưa phải là đúng là nhất thiết như vậy. Các bạn phải trồng mai, các bạn phải để ý lên cây mai của mình, phải kiểm tra cây mai của mình, chứ không phải cứ 10 ngày thì bỏ phân, 10 ngày bỏ phân là cũng không được nha bạn. Có thể cái mai 1 tháng 1 lần, có thể cái mai 10 ngày 4 lần, có thể cái mai tới 20 ngày 4 lần, thì đó tùy theo bạn coi cái trên cái mai của mình. Hôm nay mình đi sẵn làm như nhổ cỏ rồi, cái mai các bạn đừng có để cho cỏ dưới gốc nha, mai mình nói thiệt các bạn cũng có rất sạch nữa không, thấy không, dưới là chỉ lên cọng nào mình nhổ đấy. Tại các bạn trong khi có cỏ là cỏ nó ăn phân hết, các bạn mai mình sống vào nó lại thuộc vào lượng phân mình bỏ mà các bạn bỏ vô cỏ ăn hết thì mai nó đâu ăn, nên cái mai nó không có được tốt. Ngày mai mình sẽ bứng mấy cây mai ghép này của mình lên, mai ghép mình tốt xung sơ ha, bạn thấy dưới đất nó khác ở trên ha, mình không có phân luôn nha bạn, mà vẫn tốt. Thì video mình quay lên mình làm cái này là video cũng dư thừa, thì nói chung cũng có người thích người không thích, thì mình cũng rất cảm ơn những bạn thích mà cũng rất cảm ơn những bạn không thích mình. Tại mình chia sẻ thật lòng mà, mình nói thật tâm, mình không có chuẩn bị sách vở trước nên mình có nhiều cái mình nói thì nó cũng hơi lệch lạc vấn đề, mong các bạn thông cảm, ủng hộ và góp ý thêm cho dưới bình luận cho mình để mình càng ngày sẽ rút thêm kinh nghiệm để làm những video hay hơn phục vụ cho các bạn. Rồi thôi video mình quay tới đây thôi, thì các bạn có cái gì thắc mắc hay gì mấy các bạn cứ bình luận dưới mình sẽ trả lời hết các bạn. Còn những cái bạn mà mình cho cái mẫu chậu á, thì mẫu chậu đúng ra là phải bán chứ không phải cho, mà nhưng mình có cái lòng tốt ấy, như cái gọi là lòng tốt quá đáng, thì các bạn nào xin mẫu chậu của mình thì các bạn cứ để số điện thoại dưới bình luận, mình sẽ vô Zalo mình tìm kiếm, mà đối với điều kiện là bạn phải có xài Zalo nha, Zalo hoặc Facebook này mình mới gửi hình này cho bạn. Thì là các bạn lấy hình đó về rồi các bạn lưu về máy ra về tiệm photo á, các bạn kêu họ photo ra, thì nó có cái chiều chậu mà quay từ 20 tới 50 á, là có cái chiều dài là 23, còn cái chậu mà quay từ 50 tới 80 là chiều dài 32, còn chậu kia chiều dài 40, thì các bạn cứ nhắm theo chiều dài bạn làm thôi. Thì nó đúng dễ, nó cái mẫu đó là hồi xưa là tự mình coi trên mạng thấy anh em quay mình gì mình tự mình chế mình thiết kế phải 2-3 lần mới được cái mẫu, thì giờ đó nói chung là gì cái cũng được cái mẫu chuẩn rồi nè, mình chỉ cho mình quay nè mà đó không? Thì dù sao cũng được cái mẫu chuẩn rồi, thì các bạn xin mình cho y cái mình sẽ chụp y cái đó là mình cho luôn các bạn luôn. Còn hôm mà gửi giấy gửi mẫu rồi cho các bạn thì các bạn thông cảm giùm, tại mình công chuyện mình lu bu nhiều lắm, mình không có thể gửi cho các bạn được những cái giấy tới tận tay các bạn, thì mình chưa có gì gửi hình cho các bạn thôi, các bạn chịu khó ra photo bạn làm lại ra thành giấy rồi các bạn đục các bạn làm. Thì mình có viết bình luận ở dưới luôn cả mấy cái mẫu giấy đó, thì mình viết cái số đo của lượng đó thì các bạn cứ theo số đo đó bạn làm thôi. Thì nói chung là bạn nào cứ có xài Zalo Facebook xin là mình cho hết, mình không có tiếc với ai hết đó. Xin là mình cho toàn bộ hết. Thì thôi bữa nay video mình quay tới đây thôi, mình cũng xin chúc các bạn được trồng mai thành công và thành đạt. Các bạn nhớ like, ủng hộ, chia sẻ, đăng ký kênh của mình nha, để mình có thêm động lực làm những video hay hơn nữa. Tại dạo này mình cũng chuyện lu bu quá, mình cũng ráng cố gắng là ra video đều cho các bạn, nhưng mà chủ đề gì bonsai này cũng hơi bí chủ đề, mình không biết làm cái gì. Không lẽ cứ tối ngày các bạn cứ đem mai ra chữa bệnh, đem mai ra xịt thuốc, đem mai ra làm riết là cái mai mình thành cái thí nghiệm luôn á. Còn nếu mà mình chia sẻ mà mình nói thôi, mình không có làm, không có xịt, không có thực thiện thì các bạn đâu có tin.
nên mình cũng luôn mình vừa nói là mình vừa thực hiện vừa xịt luôn, rồi xịt riết cây mai mình nó ra thành phòng thí nghiệm. Mà một tháng mình sẽ bỏ phân 4 lần, nhưng trong một tháng đó mình chỉ quay cách bỏ phân cho bạn 1 lần thôi, còn 3 lần kia là mình bỏ, mình không có quay video, thì các bạn thông cảm chứ không phải mình. Bạn thấy lên kênh của mình lúc nào cũng thấy chữa bệnh, thực tế là mình cũng vậy. Nếu các bạn không có bỏ phân cây mai mà không bao giờ tốt cái này đâu, đúng không? Nè, bạn thấy không, cây mai mình rất tốt, đọt rất sung ha, đúng không? Nè, tới này đọt này, đọt này là đọt cuối cùng rồi bạn, cuối cùng là bắt đầu dưới vô tháng 7 là nó đứng đọt hết rồi. Tháng 7 là nó không có ra đọt nữa, tại nó trong thời gian 21 tháng 6 á, là ngày sinh thực sinh trưởng, như ngày dài bằng đêm á, ngày sinh thực gì đó. Mình cứ nói chung mình không có rành cái ngày đó gì, mình chỉ biết cái ngày 21 tháng 6 đó là ngày dài bằng đêm, là những cái cây mai, những cái bộ bông nào chưa có nụ á, là ngày đó là nó sẽ bung bộ nụ, bung núp nách lá, nó sẽ bung nách nụ hết. Cái đó là kêu ngày gì đó, mình nói chung mình không có rành cái ngày đó, thì mình chỉ biết là cái ngày đó nó ra là vậy thôi, mình cũng không trồng mai, mình cũng không quan tâm tới ngày đó. Còn các bạn muốn bỏ kích phân kích này kia rồi á, kích bông rồi, thì các bạn cứ theo mình bỏ chất đạm và lăng và kali cuối mùa, qua bước qua tháng 7 các bạn cứ tứ phân và kali tới Tết luôn, các bạn cứ tứ vậy thôi, ra khỏi cần phải dùng kích bông kích gì hết á. Bạn kích ra bông nhiều quá thì nó sẽ ra dồn hết sức lên, nó ra cái bông này nè, nó dồn hết sức lên nó ra bông, thì cây mai bạn làm sao các bạn chăm sóc sẽ khó chăm sóc lắm, nên các bạn không cần phải kích gì hết. Mai mình đâu cần kích đâu, các bạn nay chưa có dùng đạm nay chưa có dùng lăng và kali, mà bạn thấy nụ là nó phúc nụ đây, nhưng bữa chà bá nè, như mấy cây này nè, bạn thấy không, muôn chà bá gì là cái mấy nụ này là năm nữa tới nở liền, sang cuối năm là nhờ bán mới chơi cái nụ trên đây, nhờ bán mấy cây trên đây thôi, chứ mấy cái đây là bó tay nè đó. Thì mình không có dùng kích gì hết, mà nó còn vậy đó. Thì cái mai mình nói chung trồng trồng là phải chịu cực trong chăm sóc, chịu cực cho mọi người có cái lòng đam mê mới làm được cây mai đẹp. Rồi thôi, video mình quay tới đây thôi, xin các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình chứ, để mình có thêm động lực làm những video khác nhiều hơn, và sẽ cố gắng làm những video theo câu hỏi của các bạn. Rồi xin chúc các bạn 2018 này thành công, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Rồi xin chào và tạm biệt các bạn.